học hỏi được rất nhiều điều về trong tách những huyết tương giàu tiểu cầu để làm trong điều trị trẻ hóa da và bóc tách làm điều trị sẹo rỗ. Thì mình thấy phương pháp này rất là an toàn cho người sử dụng. Nó rất là thiết thực và có hiệu quả trong phương pháp điều trị. Mình cũng có làm rồi và thấy nó hiệu quả khá là cao. Và trong nhất là trong trẻ hóa da thì cải tiến rất là nhanh sau 1 đến 2 lần điều trị. Còn trong sẹo rỗ thì khách hàng cũng đánh hiệu quả cao.